Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi em trai. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi, dễ thương quá. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam và cùng tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Thủy Dung, em đến từ Lâm Đồng. Năm nay em 28 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc chính của em là chuyên viên nhân sự ạ. Mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, rồi chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia. Chào quý vị khán giả. Mình tên là Nguyễn Xuân Bảo. Mình năm nay 26 tuổi, mình là quê ở Bắc Giang, sinh và lớn lên tại Đồng Nai, đang làm việc tại quận Bình Thạnh. Em làm về gì? Em là nhân viên về kỹ thuật điện. À, kỹ thuật điện bên kia là... 26 tuổi, làm sinh năm bao nhiêu em? Phòng nhân sự. Dạ, em mùa 92 chứ. 92, em là bên ấy bao nhiêu? Dạ, 90 à. 90, rồi, bạn nữ lớn hơn nam 2 tuổi ha. Sao, thấy vậy được không? Không có vấn đề gì ạ. Em cũng thấy bình thường chị. Bình thường ha. Đó, nhất trai lớn 2, nhị trai lớn 1. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em có một số tài lẻ như là đàn hát. Em có thể chơi một số loại nhạc cụ như là guitar, ukulele, piano, organ. Wow. Đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát dành cho đàn ukulele, ca khúc là Cô gái 1m52. Mời mọi người cùng lắng nghe. Là cô gái ôi mộng mơ, người đã khiến tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Chẳng giống mấy cô người mẫu, chẳng son phấn khoe sắc màu, chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu dịu dàng, đôi môi thắm duyên nụ cười. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi sang thưa chuyện mẹ cha xin được nên vợ chồng. Thương em đời lâu hoa nên âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Thương em đời lâu hoa thêm màu sầu, nay nói ra cho hết hết đau đầu. Dùng quá. Cảm ơn mọi người. Rồi bên kia có muốn làm gì không? Thôi để đáp trả đàn gái thì bên này cũng xin hát một bài. Rồi. Bên đây cũng có đàn, bên kia cũng có đàn. Để tặng bạn gái thì mình xin hát bài Một Nhà. Rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Vẫn mắt đây sang lòng lành, nhìn trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhưng lúc đứng đi mai trường xưa, cùng đạp xe dưới cây chú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta giờ đây chung trời mây, ta cũng đón tương lai. Tay cầm tay ta cũng vui xây dựng bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngày từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Được, hai đứa hợp đó. Về kẹt lắm, xách hai cây đàn đi cũng hợp. Rồi, bây giờ mình nói về những ưu điểm, khuyết điểm của mình đi bạn trai. Em thì em có ưu điểm là vui vẻ, hòa đồng. Rồi. Nhiệt tình trong công việc. Gì nữa? Có kế hoạch trong cuộc sống. Tốt. Có tinh thần thần ham học hỏi. Ừ. Thì cái guitar này là em đi bộ đội 2 năm này em tự học thôi chứ cũng không ai dạy cả. Em đi bộ đội 2 năm rồi. Dạ. Vậy là có thời gian rèn luyện rồi, tốt luôn. Vâng. Có khuyết điểm gì không? Về khuyết điểm thì em thì nếu mà nghe cảm làm nhiều thì em hay gọi là cáu, bằng cáu. Với lại là em không uống được rượu bia. Tốt. Hút thuốc không? Em không hút thuốc đâu chị ạ. Hay quá ha. Rồi. Có vẻ lành mạnh quá đúng không chị? Lành mạnh ha. Được. Ủa rồi. Em gái tình có mấy mối tình em gái? Em cũng có một mối tình thời sinh viên. Mối tình thì kéo dài được khoảng 2 đến 3 năm thì tụi em chia tay. Lý do là người bạn trai có người thứ ba. Thì từ đó đến nay thì em chưa có quen ai hết. Mấy năm luôn không có quen ai? Chắc cũng khoảng 6 năm rồi đó chị. Rồi. Bạn trai thì sao em? Tình trường mình như thế nào? Dạ, em thì cũng có 2 mối tình rồi. Thì mối tình sâu sắc nhất là từ thời sinh viên được hơn 3 năm. Khi mà tốt nghiệp rồi thì đi làm thì tiếp xúc nhiều hơn, có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, thì phát hiện ra là có nhiều điểm khác quá, nên là chia tay. Em chia tay cũng được hơn 2 năm rồi. Hai năm rồi. Vâng. Bây giờ thế nào là phù hợp với em? Thì
Em diễn tả thử xem. Cũng không yêu cầu cao về ngoại hình, nhưng mà cao khoảng 1m54 trở lên. 54. Vâng. Rồi anh dễ nhìn, hòa đồng, vui vẻ. Để anh xem coi có giống ý của em không nha. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh. Nãy giờ em trai tả thì em cảm nhận là em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, em nghĩ là đáp ứng có thể là 50% thôi anh. Ít vậy hả? Dạ. Là khiêm tốn à. Tại em cao có 1m52 thôi à. Chiều cao không quan trọng, không nói lên điều gì cả. Dạ. Quan trọng là em hát hay nè, thông minh này kia là được rồi ha. Bây giờ em nói đi, em sẽ tìm một người đàn ông như thế nào nè, xem giống đàn trai bên anh không. Dạ, thì em hy vọng tìm được một người là vừa người, cao hơn mình. Tức là em hay đi giày cao gót nữa, nên hy vọng là khi mà đi giày cao gót thì bạn vẫn cao hơn em. Vẫn cao hơn, yên tâm. Dạ. Rồi gì nữa? Bạn cũng thích thể thao. Mình biết bơi lội. Biết bơi lội. Ờ, em cũng thích bơi lội đó anh. Hai đứa về bơi cùng nhau được. Thích bơi lội, leo núi chẳng hạn. Bạn Nam có thích leo núi không bạn Nam? Có, tại vì gần chỗ nhà mình thì mình có một cái chùa núi thì khá là cao. Thì mình năm nào mình cũng leo mấy lần hết. Ra Lào đúng không bạn? Đúng rồi, sao bạn biết? Mình cũng đi leo mấy lần rồi. Hai đứa về bơi với leo núi đi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích sự khoe khoang chị. Khoe khoang, nổ nổ đó chị. Bao giờ thì em tiến tới hôn nhân được? Nếu như mà tìm được người phù hợp thì có thể là khoảng nửa năm đến một năm. Nửa năm đến một năm, có nghĩa là mình đã sẵn sàng tiến tới hôn nhân rồi. Vấn đề là cái người bạn trai có hợp với mình hay không thôi, đúng không? Rồi, để chị coi thử xem. Chào em. Vẫn tự tin đúng không? Cô gái lớn hơn mình 2 tuổi vẫn chinh phục được đúng không? Vâng, không có vấn đề gì ạ. Nhưng mà bây giờ cổ thì cổ nghĩ là cổ nếu mà người phù hợp là sẽ kết hôn sớm. Nhưng mà em còn trẻ, vậy em có tính tới chuyện kết hôn chưa? Thì gia đình em cũng dục lắm rồi, thì 6 tháng 1 năm là kết hôn được, cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà đã có chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa mà được? Về kinh tế thì hiện tại thì mức lương của em cũng khá là ổn rồi. Còn cái việc nếu mà cần thiết, nếu mà muốn sinh sống ở Sài Gòn thì mình có thể mua nhà Sài Gòn, là cái đấy kinh tế mua được. Em nói cái mẫu của em và cô gái nó cổ đạt 50%, thì em tưởng tượng thử hình dung cô gái ngồi bên này như thế nào? Bạn nói là bạn cao 1m52. Thì cái vấn đề chiều cao không quan trọng đâu bạn ơi. Cách bạn nói thì chắc là bạn cũng rất là dễ thương. Chị cũng thấy hợp lý rồi đó. Dạ ăn thua, không biết là người thân của các bạn thì có suy nghĩ như thế nào. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ em gái và các chị đồng nghiệp. Có ba mẹ em ha. Rồi cho chị gặp ba mẹ của em nha. Rồi chào cô chú. Xin chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Cùng toàn thể quý khách ở trong phòng quay. Riêng bố nhận xét bạn Nam bên này thì nhìn gương mặt là chững chạc. Nói chung là cũng trải qua những cái thử thách của cuộc sống rồi. Đấy, còn cái đam mê ca nhạc thì rất hợp với gia đình mình. Bố nói với Dung là mình trao cho bạn cơ hội, tức là mình đã mở cái cơ hội cho mình để mình tìm được nửa kia suốt đời của mình. Chúc hai người sẽ tiến được xa hơn. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn chú. Rồi, anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay thì em có đi với vợ chồng anh chị gái và vợ chồng em gái và ba người bạn. Rồi em muốn ai có ý kiến? Xin mời chị gái em ạ. Dạ xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Và chào quý vị khán giả trong trường quay. Tính tình của Bảo ở nhà rất là ngoan, biết chịu khó và hòa đồng với bạn bè. Anh chị em rất là thương yêu nhau. Còn nhận xét về bạn gái bên này thì dễ thương, thật thà và thích hợp với em trai của mình. Rồi, cảm ơn gia đình. Rồi, bây giờ mở rào. Có món quà tặng bạn. Cảm ơn bạn. Mình cũng có một món quà tặng bạn. Sao bạn biết mình thích đọc sách vậy? Chắc là thần giao cách cảm. Cuốn sách mình tặng bạn tên là Hạnh Phúc Là Không Chờ Đợi. Chúc bạn là sẽ có mỗi ngày là một cái ngày vui và ngập tràn trong hạnh phúc. Cảm ơn bạn. Rồi, các bạn về ngồi chỗ ngồi. Mình cảm nhận là lần đầu tiên gặp bạn của mình thấy thế nào? Em thấy bạn gái rất là dễ thương. Nói chung là ngoài sức mong đợi của em. Anh em đi, hãy tự tin lên. Nếu được thì anh muốn em là người để anh làm cho em hạnh phúc. Nói chung là khi mà nghe những cái lời của anh thì em thấy nó khá là chân thành và cũng em cảm nhận anh là người sống rất là tình cảm. Thì đúng như những cái gì mà em mong muốn ở một cái người mà gọi là cái nửa kia của mình. Em trai có sở thích là hôn tóc phụ nữ đúng không? Dạ đúng ạ, em rất là thích người hôn tóc, nhéo mũi bạn nữ. Đâu qua làm thử là được không? Thì xin phép bạn nữ mình có được không ạ? Chắc là được.
Thế nào, thấy thế nào? Bạn nữ rất là thơm. Còn nhéo mũi nữa hả? Vâng, tại vì thấy bạn nữ rất là xinh nên là em có cái ý muốn lấy đà rồi mà chưa có dịp bây giờ. Nhưng em mà tại sao vậy anh? Cái này nó giống như là một cái sở thích từ nhỏ của mình ấy. Anh cứ thấy... Rồi nhỏ giờ em nhéo mũi ai? Mấy đứa cháu chị. Coi như đang nhéo mũi cháu đi cũng được. Không, còn đây là người đẹp. Người đẹp thì em cũng nhéo mũi mà. Thử xem. Nhéo sao gãy mũi người ta đi. Rồi bây giờ kết hợp giao lưu bản văn nghệ đi rồi chúng ta bàn tới chuyện hôn nhân nè. Thôi để em tặng bạn gái trước một bài đi. Ngày xưa anh ở bộ đội, anh học guitar là do anh nghe cái bài này. Và lúc đó thì anh nghĩ là anh sẽ đàn cho người mình yêu. Em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó em hứng hờ quá nên anh lo sợ bơ vơ. Đợi chờ đôi mắt em ngại ngùng ngó sang anh thân thờ bơ phờ. Đôi mắt mơ anh đã cố đôi thay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn nói yêu má hồng mắt cong ba môi mồng rất khó. Vì lo trong trái tim em là có ai nhưng nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng. Người yêu ơi yêu mình anh được không? Từ giờ và sau lại xua lạnh nơi đây mùa đông. Là ngày ta sum vầy, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy hay để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu có sai đâu. Không là anh thì là ai? Để anh đưa em về, để tình yêu mãi mê. Mà kệ người ta cười chê, bởi vì tình yêu là thế. Làm người yêu anh nhé baby. Bây giờ mỗi người nói một câu gì đó chúng ta sẽ tiến hành bấm nút nha các bạn. Một câu thật chân mình thành. Mình nói với những cái gì mình đang suy nghĩ đi. Anh không hứa mang cho em sự giàu sang, mang em đi khắp thế gian này. Nhưng mà anh nghĩ là anh có thể mang lại hạnh phúc cho em. Cảm ơn anh. Bây giờ cái đó là cái câu cũng quen thuộc lắm rồi. Dạ. Em nói thật trái tim mình bây giờ hiện nay trái tim thế nào và em đang suy nghĩ gì về người đối diện. Thật sự là anh gặp em là anh thấy ngoài sự mong đợi nhiều. Nên là anh không biết nói gì. Anh rung, anh không nói được. Giờ tim em thế nào? Em gọi là không tả được anh ạ. Em không biết tả sao. Đặt tay vào nút bấm hai bạn. Suy nghĩ ha. Bấm hay không là quyền của các bạn. Bấm là trao duyên nha. Bấm là chúng ta tiến xa hơn. Bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó. Nào, hãy bấm nút bằng trái tim. 3 2 1. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi nè. Rồi, hãy xin phép ba mẹ bạn gái. Cháu xin phép hai bác cho cháu hôn Dung một cái. Đó, bác trai gật đầu đó.